Hello everybody, welcome back to my Team Game Play channel. Chào bạn đã quay trở lại kênh Team Game Play. Mình cho chơi tám tựa game kinh dị nổi bật nhất trong tuần này. Mình cùng bắt đầu luyện tựa game đầu tiên trong video này của bạn nhé. Đó chính là Granny to our Grand Theft Auto in this video right now. The first day, ngày đầu tiên cho tình trạng trong căn nhà của ông Grandpa các bạn. Và cho cần phải tìm mọi cách, mọi vật dụng cho có thể sử dụng để nên qua chiếu thác ở căn nhà này các bạn nhé. Here we go. Mình sẽ tìm special key chìa khóa đặc biệt đầu tiên cho căn nhà này các bạn. Đây sẽ là tầng hầm cuối cùng của ông già này. Chúng ta có thể trốn qua đây bằng thuyền cũng được. Hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm cách để trốn qua đây bằng cánh cửa, cửa chính các bạn nhé, cửa nhà. Đây là special key. Chúng ta xuống rồi bạn. Lên trên luôn nào. Ở đây khẩu súng này. Anh cứ tạo ông ta đi đột xuất gọi nhé. Oh my god, tôi không ra được khẩu súng ngay tức được vậy. Cùng lên trên quay trại khu bên trên rồi. Làm ta mỗi những đồ chúng sẽ dùng ở dưới này. Let's go và một lần nữa để chúng ta gợi nhớ đây nào. Hình như trong chỗ hòm này không có gì gọi ngoài cuốn băng keo Akasara keo. Có chiếc pen lock huy trong trong đây thì phải gọi ngăn kéo này. Ăn đâu hết tất cả những món đồ cho sử dụng ở xuống dưới này. Quên bên kia. Tôi chưa có đặc biệt cho nên đầu tiên là cánh cửa này là vậy. Cầm chiếc khóa đi mở chiếc hòm hộp này các bạn. You are.
Giờ này chú đã kịp thì tiến được bàn rồi các bạn. Nắp tay nó cửa vào đây nào. Chú cho chú chìa khóa này lên trên phòng an ninh bọn nhé. Security room. Yeah, it's room. Này này hang rồi các bạn. Mình sẽ qua xuống đây nào các bạn. Bằng chân nó sát đang chặn cánh cửa cho sẽ sử dụng ra nào các bạn. Cutting glass. Ok, chỉ cần một cánh cửa đây là cho có thể trốn thoát ở đây được bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dành phần thời gian tiếp theo chuyển sang tựa game thứ 2 nào. Granny. Let's play now. Team on the pass of shotgun nào các bạn. Let's see here. Không có thứ gì thế này các bạn. Đứng ngay thứ hai nào.
出外的话。자체통화이거저몇번눈밀어오가는거Nothing here.Okay, okay, không thể tìm phần bằng súng đâu bạn. Okay, phải cho IT tìm nốt phần bằng súng lại ra. Để có thể hoàn thành khẩu súng này và cái đĩa Granny trong cái nhà này bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cùng bạn chuyển sang tựa đề tiếp theo trong video này. Hello, Nego.
Hắn chạy dưới con bóng ra đang đồ đùa ngay nào, lập tức các bạn. Nhưng người thường dùng quả bóng này để làm vỡ chiếc cửa sổ trên tầng 2 nhà ông ta các bạn nhé. Để cho có thể thuận lợi khi mà đi qua đây. Và nhờ có chiếc cửa sổ là không thể tạo thêm một tiếng động nào lần nữa đâu. Ok, bỏ bức tranh vào. Ở đây các bạn, thực ra 6 bức tranh là một đường. Chúng ta có thể đi qua đây các bạn. Đây chính là chiếc chìa khóa ô tô của bạn, Red Car của ông ta. Đúng chưa này. Ui, cho bị lag vậy. Ok, hãy đây chơi nào. Chúng ta cần là chiếc chiếc lê màu vàng đây gọi. Sao vậy, có biết rằng bây giờ thì chiếc chìa khóa chúng ta cần lấy gọi. Để đi vào tầng hầm của ta nào. Các bạn sẽ cùng bạn chuyển sang tự nhiên tiếp theo trong video ngày này nhé. Hoa được vào. Đâu như game, nhìn được sao tụi bài nào. Giết con nhện này bạn, cho tìm first aid này. Thank you.
ta đi qua này các bạn. Chắc chắn rồi các
8 này, 6 này, 3 con. Bên đây có một chiếc cửa của password nào các bạn. Đây là password vào và đi ra khỏi đây nào. Cho con chuột vào một cung tế này các bạn. Cho bạn thử cho vừa tìm được ngoại các bạn nhé. Với đồ con nhện này. Cho nó bỏ sẵn đây nào. Oh my god.
Oh my god. Sắp rồi các bạn. Oh my god. Không được ạ. Đây cho có thể đi qua này. Như thế bạn chờ qua tập tiếp theo nhé. Guys, let's get over it. As later. Ok, wifi chúng ta mới có vấn đề rồi ạ. Cùng vận chuyển qua từ cái thứ thảo nào. Chúng ta day night.
chồng giúp cho hai bà tự yêu ngay nào. Oh no no no. There. You tutorial.
都快点上来一块。对的话ทำไมแค่วันนี้ก็ต้องไปมีเจ้าของวัดเอาหนอวะThis mandarin, the sound of.看我自己干从哪一块。我再多点转了两块，来 Facebook。Nothing in this room.ชุดที่ห้าวะจะจะขวาเราเตียนมาจอขึ้นมาดีกว่า The first game is outกูจะที่บ้านเพื่อนเด็กมาเลยก่อนจะเชิญปุ๊บโอเคก็จะติดตัว form edge คือจะช่วยทีมมาดูตามคุณแซกไหนช่วยจะดูเหลือเกินจะช่วยกันดูกันนะก็จะเป็นพวกกุ้งชาวเวียดนามวันนี้ทุกวันขอบคุณมึงเลยด่าทะเลาะกันมึงไปเหตุกำลังมึงเลยถึงอีโรเทียจะจะมาจุนเกมไรมึงเนี่ย Thank you so much this season. So bye bye.